Thưa quý vị và các bạn, 20 năm trước, thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn đến năm 2020, với kỳ vọng là sẽ đáp ứng được 60% nhu cầu đỗ xe của người dân. Thế nhưng thì đến nay thì bản quy hoạch này gần như đã bị phá sản khi mà người dân thì vẫn chật vật tìm nơi để đỗ xe. Có một nghịch lý là thiếu bãi đỗ xe theo quy hoạch nhưng mà lại tràn lan bãi đỗ xe tự phát, không chính thức. Và điều này thì không chỉ làm mất trật tự, mỹ quan đô thị mà còn nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực khác. Phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, con đường ngập tràn sắc hoa và cũng tràn ngập bãi gửi xe tự phát. Trạm gửi xe công cộng nay lại thành bãi gửi xe chung cho các loại phương tiện như thế này. Và ngay cả khi muốn gửi xe đạp công cộng thì cũng khó mà tìm được một chỗ trống. Cùng trên con phố này, ngay cạnh trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng cũng xuất hiện nhiều bãi trông giữ xe vô cùng lộn xộn. 10.000 đồng là mức giá chung cho những ai muốn gửi xe. Khi cả nhà trường và bãi xe đều quá tải, thì đây là một sự lựa chọn khác của nhiều học sinh. Còn đây là Bệnh viện Việt Đức, một bệnh viện lớn nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Việc tìm nơi gửi xe cũng là một thách thức. Để xe máy ở chỗ nào? Ở ngoài. Phải để xe ở ngoài ạ? Đúng rồi. Thôi, trong bệnh viện không có. Không có. Và lựa chọn cuối cùng là đây. 2/3 diện tích vỉa hè quanh bệnh viện được sử dụng cho việc trông giữ xe. Một ngày thì nó thường lưu động tầm 300-400. Lắm lúc thì kiểu lượng xe vào nó nhiều thì bọn em lúc hay bị quá tải. Thì tại vì bệnh nhân đến thăm khám rất là đông thì nhiều lúc là quá tải là chuyện bình thường. Nhiều khi ở đây quá tải thì khách đến gửi xe thì không có chỗ. Thì em cũng hướng dẫn khách sang chỗ xa hơn để gửi xe. Người nhà bệnh nhân rất là đông. Nên nếu mà lại vào trong đấy được thì cô nghĩ lại không thể được ấy. Bởi vì vậy, người nhà bệnh nhân đã là quá tải rồi và lại còn xe vào đấy nữa thì cũng khó. Mà đúng như vậy, đất trong bộ đô này nó rất là chật chội mà kiếm được cái bãi đỗ xe thì cũng khó lắm. Cầu nhiều hơn cung nên dù nhiều điểm trông giữ xe ngoài cổng bệnh viện này đã được cấp giấy phép và lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhưng giá gửi xe thì rất khó kiểm soát. Cơ sở vật chất hạ tầng của địa bàn Hoàn Kiếm thì đường thì phố thì nhỏ hẹp, vỉa hè thì cũng nhỏ hẹp nên là việc lưu lượng phương tiện đi thì cũng sẽ gặp khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay thì công an phường đã xử lý 44 trường hợp trông giữ phương tiện sai phép, xử phạt 2.500.000 đồng một trường hợp. Đuổi thì chạy, cấm thì dừng vài hôm và rồi đâu lại vào đấy, bãi đỗ xe tự phát lại hoạt động. Lạ hơn, tại nhiều địa bàn, chính quyền cấp phép cho doanh nghiệp lấy lòng đường, vỉa hè, thậm chí cả bãi đất trống nào đó để làm bãi giữ xe, nửa tự phát, nửa cấp phép. Còn giá vé gửi xe, tiền thu được từ các bãi xe này được bao nhiêu, đóng thuế cho nhà nước như thế nào vẫn là điều bỏ ngỏ. Vâng, lẽ ra thì khi nhu cầu của người dân về chỗ đỗ xe tăng lên, thì việc xây dựng các bãi đỗ xe sẽ đủ sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư khi tham gia. Tuy nhiên thì nhiều năm qua có nhiều doanh nghiệp dù đã được phân các ô đất quy hoạch nhưng rồi lại bỏ ngỏ không hoặc trả lại thành phố bởi việc đầu tư bãi đỗ xe thì không mang lại hiệu quả kinh tế. Ô đất này được quy hoạch với chức năng là bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên, có quy mô hơn 11.000 m², tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Tuy nhiên, sau 12 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đến nay dự án vẫn nằm trên giấy. Ô đất chưa được giải phóng mặt bằng, gây mất mỹ quan đô thị và chậm thu cho ngân sách nhà nước. Người dân thì cực kỳ mong muốn có những cái bãi đỗ xe, trên thực tế là không có. Bắt buộc phải để xe dưới lòng đường, chứ còn không có chỗ nào để cả. Theo quy hoạch trên địa bàn quận Long Biên, có 96 bãi đỗ xe, trong đó có 5 bãi đã đầu tư hạ tầng. 23 bãi đỗ xe trong khu đô thị do chủ đầu tư thực hiện. Hiện quận vẫn còn 23 bãi chưa được đầu tư, trong đó có tới 10 bãi không khả thi. Quận Long Biên hiện đang rà soát để có phương án đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư. Các bãi đỗ xe đấy cần phải được điều chỉnh. Điều chỉnh thứ nhất là
nâng tầng cao để nâng công suất. Thứ hai là bổ sung các tiện ích. Và có lẽ vấn đề lớn nhất đó là cái cơ chế về giá để làm sao các nhà đầu tư quản lý khai thác có hiệu quả. Thì lúc đó các bãi đỗ xe đó thì người ta mới có bỏ vốn ra đầu tư để thành các cái bãi đỗ xe mà có cái phát huy được hiệu quả và đáp ứng được cái nhu cầu tăng lên của các phương tiện giao thông. Còn đây là một trong 9 ô đất được quy hoạch làm bãi đỗ xe trên địa bàn quận Hoàng Mai, được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD bàn giao lại cho Ủy ban dân quận Hoàng Mai cách đây vài tháng, là quận có số lượng dân cư đông nhất của thành phố. Người dân mong mỏi có nơi đỗ xe, nhưng chủ đầu tư lại không thể thực hiện, dù đã được cấp đất. Bởi tính toán cho thấy tỷ suất đầu tư lớn nhưng việc thu hồi vốn sẽ rất khó khăn và kéo dài. Để triển khai được theo cái mong muốn là bãi đỗ xe ngầm hoặc bãi đỗ xe nổi thì cần phải điều chỉnh quy hoạch. Các cái thủ tục nó rất là dài, thời gian nó dài. Và nếu như mà đầu tư triển khai khai thác theo cái hướng là bãi đỗ xe tĩnh mặt đất như bây giờ thì nó có những cái vướng mắc, một phần là khống chế bởi cái mức thu theo quyết định của thành phố. Chỉ tính riêng phường Hoàng Liệt và Định Công, số lượng xe ô tô của cả cư dân và khách vãng lai khoảng gần 4.000 chiếc. Tuy nhiên, số lượng hầm trông giữ tại các chung cư hoặc các bãi được cấp phép hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Số lượng xe tăng nhanh nhưng bãi đỗ xe vẫn tiếp tục thiếu, đang khiến nhiều nơi, lòng đường, vỉa hè trở thành bãi đỗ và bức bối về giao thông tĩnh ngày càng lớn. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thì trên địa bàn thành phố có 57 trên tổng số 1.620 bãi đỗ xe theo quy hoạch đang khai thác sử dụng. Nếu tính cả 66 bãi đang triển khai thì cũng mới chiếm khoảng 7,6% mà thôi. Với tốc độ tăng trưởng của phương tiện giao thông như hiện nay, tình trạng thiếu bãi đỗ xe sẽ ngày càng trầm trọng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như tiền trông giữ phương tiện không chảy vào túi của tư nhân thì cần phải kịp thời có những giải pháp căn cơ. Đơn giá trông giữ xe thành phố phê duyệt cho bãi đỗ xe cao tầng trên phố Trần Nhật Duật là 2,5 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Với chi phí đầu tư 30 tỷ đồng và mức thu trên, theo tính toán của chủ đầu tư, khoảng 20 năm không chắc đã thu hồi được vốn. Vậy mà trên thực tế còn không thể thu được mức giá này. Nhiều cái xe thì nó chỉ là 200-300 triệu, người ta không chấp nhận cái bài toán mà người ta gửi mấy triệu một tháng. Họ gửi ở những cái bãi xe xung quanh khu vực này có thể hơn triệu, dưới 2 triệu họ gửi. Thì đấy nó cũng là một cái sự cạnh tranh rất bất hợp lý đối với doanh nghiệp. Đấy, nó khó khăn về cái công tác thu hồi vốn đối với doanh nghiệp. Bãi đỗ xe cao tầng Trần Nhật Duật hiện là điểm đỗ duy nhất trong 15 bãi đỗ xe được quy hoạch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, bao gồm 5 bãi ngầm, 2 bãi cao tầng và 5 bãi đỗ xe trên mặt bằng khu vực ngoài đê sông Hồng. Để đáp ứng nhu cầu tất yếu của người dân, Ủy ban nhân dân quận đã cấp phép thêm 176 điểm trông giữ phương tiện ở những vỉa hè đủ điều kiện. Trước mắt, quận đang đề xuất với thành phố chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện 4 dự án bãi đỗ xe, bao gồm 3 vị trí ngầm và 1 nổi bằng nguồn ngân sách. 3 bãi đỗ xe ngầm tại khu vực 3 cái vườn hoa và 1 bãi đỗ xe nổi tại đường Trần Quang Khải. Đối với các cái điểm mà theo quy hoạch được duyệt thì quận Hoàn Kiếm đang nghiên cứu và báo cáo thành phố phân cấp để quận Hoàn Kiếm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, nghĩa là đầu tư công. Còn lại là sau khi hoàn thành cũng sẽ báo cáo để xin cơ chế theo hướng là quản lý sau đầu tư là đấu thầu để quản trị tư. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thủ đô hiện có trên 1,1 triệu xe ô tô, trên 6,6 triệu xe máy và khoảng 200.000 xe đạp điện. Trong khi tốc độ tăng trưởng phương tiện khoảng 10% đối với ô tô, 3% đối với xe máy, nhưng tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt khoảng trên 12% và diện tích dành cho giao thông tĩnh chưa đến 1%. Điều này đã tạo nên áp lực đối với hạ tầng giao thông. Do vậy, để có thể triển khai các dự án theo quy hoạch, Sở đang kiến nghị với thành phố xem xét điều chỉnh lại mức phí và giá trông giữ phương tiện để thu hút các nhà đầu tư. Giá dịch vụ hiện nay của thành phố ban hành theo cái quyết định 44 năm 2017 thì vẫn còn thấp, cũng cần thiết phải rà soát để xây dựng điều chỉnh.
và các cái cơ chế chính sách khác để khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe. Khi không có cơ chế hấp dẫn, các nhà đầu tư sẽ bỏ cuộc và tất nhiên các bãi đỗ xe tự phát sẽ mọc lên tràn lan, gây thất thoát nguồn thu của nhà nước. Nhiều năm qua, Hà Nội đã rất cố gắng để giải quyết bài toán thiếu bãi đỗ xe. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng nhanh chóng phương tiện như hiện nay, đã đến lúc cần có giải pháp quyết liệt hơn, bởi càng chậm đầu tư bãi đỗ xe thì tình trạng đỗ xe tràn lan lại tiếp tục tái diễn.